Từ người thân đến đối tác, nếu mà lâu ngày không có gặp nhau thì lâu dần cũng hóa người lạ đúng không ạ? Bởi vậy cho nên vừa mới có đại diện XG đến thăm Cosmos vào đầu năm thì nay lại có thêm một đại diện về lĩnh vực marketing, đó là cô Yurik ghé thăm. Cái từ mà cô liên tục nói là Mr. Hội, Professional, Good, Nice. Cô quá bất ngờ trước sự chỉnh chu, sang trọng của văn phòng. Cô ghé thăm khu phòng mẫu nè, không chỉ XG mà những sản phẩm khác cô cũng rất là quan tâm và dành nhiều lời khen. Cô cũng cảm thấy rất là vui khi mà nghe giọng Kim Hoa trên video liên quan đến những cái sản phẩm rồi mình test sản phẩm. Và điều làm cô bất ngờ nhất đó là XG trên trang web của Cosmos Việt Nam vô cùng chuyên nghiệp và chỉnh chu. Đại diện XG và Cosmos Việt Nam cũng cùng trao đổi về những gì mình đã làm trong thời gian qua, cũng như là đưa ra những kế hoạch định hướng cho thời gian sắp tới. Kết thúc bằng một món ăn quen thuộc mà bất kỳ người nước ngoài nào qua Việt Nam cũng mê đắm đuối, đó là phở, do sếp Vi và bạn Uyên trực tiếp đứng bếp từ 6 giờ sáng đã làm cho cô vô cùng cảm động. Thời gian ngắn gặp gỡ thôi, nhưng cô ấy có ấn tượng rất tốt về Cosmos Việt Nam nói riêng và người Việt Nam nói chung. Nhiệt tình nè, mến khách nè, cùng nhìn lại những hình ảnh của chuyến thăm này với Kim Hoa nha.